Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đào Quang Trung và đây là kênh chính thức của Đào Quang Trung. Trong kênh này, tôi sẽ chia sẻ cho các bạn các cái video khác nhau nhằm giúp các bạn thay đổi nhanh hơn trong cuộc sống và học tập, cũng như lựa chọn những môi trường tốt nhất cho chính bạn và gia đình bạn. Đây là những kiến thức mà tôi đã học hỏi và đúc kết từ kinh nghiệm sống của mình. Chúng rất đơn giản và rất dễ thực hiện. Một khi áp dụng chúng, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn một cách nhanh chóng. Đó là những kinh nghiệm học tập, là những kinh nghiệm du học hay cuộc sống du học, hoặc là những khám phá những vùng đất mới, và cũng bao gồm những kiến thức có thể làm cho cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời hơn. Tôi hiểu rằng bạn luôn mong muốn cuộc sống của mình trở nên giàu có, thành công và hạnh phúc hơn. Và ngay bây giờ bạn cần có những hành động. Hãy đăng ký kênh của tôi, hãy đăng ký ngay bây giờ để cập nhật những thông tin hàng ngày từ Đào Quang Trung. Hãy làm nó ngay bây giờ để cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của tôi.